BITV, kênh truyền hình chuyên sâu về kinh tế tài chính. BITV, kênh truyền hình duy nhất ở Việt Nam theo thời gian thực. BITV, bức tranh toàn cảnh về kinh tế thế giới và Việt Nam. BITV, truyền hình phát trên vệ tinh, cáp, kỹ thuật số, Internet, IPTV và Mobile TV. BITV, khởi nguồn kinh doanh. Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2011, tổng số lượng gian hàng đã đăng ký là 180 trên 220 gian hàng, gồm 14 tỉnh thành trong nước, 18 doanh nghiệp đầu mối và tổng công ty du lịch trong nước, 9 cơ quan xúc tiến nước ngoài. Đối với chương trình dành cho những hãng lữ hành quốc tế và báo chí, hiện đã có 61 hãng lữ hành và 13 đơn vị báo đài quốc tế xác nhận tham gia hội chợ. Trọng tâm của hội chợ năm nay là hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch quốc tế 4 quốc gia 1 điểm đến, diễn ra vào ngày 13 tháng 9 năm 2011. Đây là một hoạt động nhằm triển khai tuyên bố chung về hợp tác du lịch 4 nước đã được Bộ trưởng Du lịch Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam ký kết. Hội nghị là cơ hội để 4 nước hợp tác phát triển du lịch, giới thiệu các dự án đến từ 4 quốc gia như một khu vực đầu tư du lịch đầy tiềm năng. Qua đó, đây cũng là dịp để khẳng định thành phố Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng sông Cửu Long là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn của phía Nam Việt Nam. Tổng kinh phí tổ chức hội chợ du lịch quốc tế lần này là 11,5 tỷ đồng và dự kiến đây sẽ là một sự kiện lớn nhất về du lịch, thu hút khoảng 15.000 khách tham quan. Với chủ đề 4 quốc gia 1 điểm đến, điểm nhấn của hội chợ du lịch quốc tế ITE năm 2011 là sự liên kết, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch của 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Bên cạnh đó, hội chợ còn có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức du lịch nước ngoài như Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Australia. Hội chợ được đánh giá sẽ khai thác tiềm năng, phát triển các thế mạnh sản phẩm du lịch của mỗi nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, cũng như quảng bá, giới thiệu điểm đến Việt Nam với các thị trường quốc tế trọng điểm. Bên cạnh hội chợ du lịch quốc tế sẽ diễn ra triển lãm các dự án đầu tư du lịch nhằm kêu gọi vốn đầu tư và giới thiệu các chương trình du lịch kết nối các điểm đến Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar và các nước có tiềm năng du lịch trên thế giới. Năm nay có thể nói rằng là cũng lần đầu tiên cái số lượng những cái người các cái hãng lữ hành quốc tế mà quan tâm đến cái hội chợ này được tăng trưởng lên khoảng 180 cái người buyer các cái hãng lữ hành quốc tế từ khoảng 30 quốc gia ở trên toàn thế giới sẽ đến với cái hội chợ. Chúng tôi cho rằng đây là một cái cơ hội rất lớn cho các cái nhà bán các cái sản phẩm du lịch có thể gặp gỡ. Cái thứ hai nữa là cái hội nghị đầu tư về du lịch thì chúng tôi được tổ chức và thay đổi cái cách thức tổ chức và chúng tôi đang có cái hy vọng là sẽ tạo nên được cái sự tiếp xúc một cách cụ thể và trực tiếp giữa các cái nhà đầu tư với các cái dự án một cách cụ thể chứ không phải là chỉ là cái chủ trương hay chính sách. Hội chợ lần này cũng là cơ hội để những người bán và người mua quốc tế, khách tham quan thương mại giới thiệu được sản phẩm du lịch của mình như khách sạn, nhà hàng, hãng hàng không, resort, spa v.v. Hội chợ sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2011. Nằm trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế ITE 2011, hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch quốc tế 4 quốc gia 1 điểm đến đã được tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Hợp tác Quốc tế Tổng cục Du lịch Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB phối hợp tổ chức. Du lịch hay còn gọi là ngành công nghiệp không khói chính là một trong những ngành mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế của 4 quốc gia Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch của 4 quốc gia được đánh giá còn rất nhiều khó khăn và hạn chế, như sự phát triển kinh tế còn yếu kém, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và trình độ đội ngũ làm du lịch còn thấp. Và đó là những rào cản làm giảm sự cạnh tranh trong việc phát triển du lịch của 4 nước hiện nay. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 4 nước đều nhận định rằng liên kết du lịch 4 quốc gia đang ngày càng phát triển và có thể nói chưa bao giờ mạnh như hiện nay.
Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo cấp cao của ngành du lịch thuộc 4 quốc gia đã giới thiệu các chính sách, chiến lược mới nhất trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành du lịch, việc liên kết giao thông giữa 4 nước, các xu hướng đầu tư và hạ tầng du lịch tại khu vực, v.v. Tôi nhận thấy, 4 quốc gia còn phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa và cố gắng giải quyết những vấn đề tồn động như đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho du khách, thủ tục hải quan cũng như thống nhất giữa các quốc gia. Ngoài ra, các quốc gia trong liên kết cần giúp nhau quảng bá lợi thế du lịch, văn hóa, con người nhằm thu hút nhiều khách du lịch ngoài khu vực đến tham quan. Về việc thu hút đầu tư vào du lịch, chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan của chính phủ nhằm tạo điều kiện đơn giản hóa các thủ tục cho các nhà đầu tư. Cụ thể là việc giải phóng mặt bằng, chúng tôi sẽ thúc đẩy sao cho quá trình cấp đất cho nhà đầu tư thuận lợi hơn. Cùng chung quan điểm của Bộ trưởng Du lịch Lào, Bộ trưởng Du lịch Myanmar cũng cho rằng cần bỏ bớt các thủ tục giúp việc lưu thông giữa 4 nước thuận tiện hơn. Bộ trưởng Campuchia, Myanmar cũng chia sẻ thực trạng thiếu khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí trên bờ lẫn khu giải trí thể thao biển và mong muốn mời các nhà đầu tư Việt Nam sang nghiên cứu, đầu tư làm khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí. Và đó cũng chính là một trong những nội dung đã được Bộ trưởng Du lịch 4 nước cam kết sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch, khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng du lịch, góp phần mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư và cộng đồng địa phương. Nhưng thực tế cho thấy, việc thu hút đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn. Và muốn như vậy, các nước phải trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước khu vực. Có như vậy, các nhà đầu tư, những người luôn tìm kiếm cơ hội lợi nhuận mới có đủ cơ sở tin cậy để mạnh dạn tham gia. TV kênh truyền hình chuyên sâu về kinh tế tài chính. VTV kênh truyền hình nhất ở Việt Nam theo thời gian thực. VTV bức tranh toàn cảnh về kinh tế thế giới và Việt Nam. VTV truyền hình phát trên vệ tinh, cáp, kỹ thuật số, internet, IPTV và mobile TV. VTV khởi nguồn kinh doanh. Sáng ngày 14 tháng 9, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2011 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ lần này quy tụ gần 205 gian hàng của các tổ chức lữ hành trong và ngoài nước. Cuối cùng, Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, sự kiện du lịch quốc gia chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam, cũng đã được khai mạc trong sự chờ đợi của nhiều lãnh đạo, cũng như những tổ chức du lịch trong và ngoài nước. Sau 6 lần tổ chức năm nay, hội chợ có nét mới với sự tham gia của đại diện du lịch Myanmar cùng với Việt Nam, Lào, Campuchia. Hội chợ lần thứ 7 có chủ đề 4 quốc gia, 1 điểm đến, thể hiện ý chí liên kết, hợp tác của 4 nước trong việc xúc tiến đầu tư vào ngành du lịch, tạo một điểm đến chung hấp dẫn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn Lào của chúng tôi đến tham gia hội chợ lần thứ 7 này, thì chúng tôi thấy so với 6 lần trước thì nó quy mô hơn và nó... các bộ phận tham gia cũng nhiều hơn. Và chúng tôi thấy là Lào đối Lào chúng tôi thì khi tham gia khi hội chợ này nói chung là mang lại lợi ích rất lớn đối với Lào chúng tôi. Bởi vì là khi tham gia thế này thì cho các nước, bốn nước hiểu biết lẫn nhau, trao đổi về vấn đề đầu tư với nhau, về vấn đề văn hóa, về vấn đề là quảng bá lẫn nhau. Chúng tôi thực sự muốn cải thiện ngành du lịch của đất nước mình, thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài hơn. Và đây thật sự là một cơ hội rất lớn để làm được điều đó. Hiện nay chúng tôi đang sắp xếp và cố gắng đơn giản hóa các thủ tục để việc đi lại giữa các quốc gia như giữa Việt Nam và Myanmar dễ dàng hơn. Như những năm trước, chúng ta không có chuyến bay nào giữa hai nước Việt Nam và Myanmar. Tuy nhiên hiện nay đã có Vietnam Airlines khoảng 3 chuyến một tuần. Đó là một điều rất tốt để phát triển du lịch giữa hai nước. Ngoài các tổ chức xúc tiến du lịch, các công ty lữ hành trong và ngoài nước, hội chợ còn thu hút sự quan tâm của các hãng bay, những nhà vận chuyển du lịch chuyên nghiệp, một bộ phận không thể thiếu trong việc phát triển du lịch. Thì như thế thì tham dự những cái hội chợ, những cái sale mission cũng là những cái mà cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu được những về những cái tour tuyến, những cái sản phẩm mới, cũng như những cái cơ hội để gặp gỡ những cái đối tác mới, để mà có những cái cơ hội tiềm năng cùng hợp tác khai thác du lịch trong và ngoài nước. Thì Bayer và Schuller thì đã gặp nhau từ hôm qua rồi, đã có những cái sự xúc tiến qua, và tôi thấy là trong cái ngày hội hôm nay thì cái mức độ nó
dày đặc hơn và nhộn nhịp hơn. Thì hy vọng là sau những cái ngày hội này thì riêng với Viettravel cũng như các doanh nghiệp khác thì có những cái kết quả tốt. Phát triển hãng bay cũng là một cơ hội tốt để phát triển du lịch. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia hội chợ và thật sự là một cơ hội tốt để chúng tôi tìm hiểu nhu cầu và thị trường du lịch của các bạn cũng như các nước. Chúng tôi sẽ mở những chuyến bay đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh và từ thành phố Hồ Chí Minh đi các nước vào tháng 12 tới đây và mong sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn cho việc phát triển du lịch của Việt Nam. Hội chợ không chỉ là dịp gặp gỡ trao đổi thương mại mà còn là một cơ hội thật sự hiếm có để khách tham quan tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa các nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan, Singapore, Malaysia, v.v. Hội chợ sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2011 tại Trung tâm Triển lãm quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ triển lãm du lịch quốc tế, lễ trao giải thưởng du lịch 4 nước TAA cũng đã diễn ra vào tối ngày 13 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình giải thưởng du lịch 4 nước lần thứ 3 năm nay được tổ chức nhằm tôn vinh những cống hiến dành cho ngành du lịch của các doanh nghiệp đến từ các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Giải thưởng tập trung xây dựng và nâng cao các tiêu chuẩn tổng thể trong lĩnh vực du lịch thông qua một quá trình tự đánh giá của các tổ chức. Sau đó, một hội đồng các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ tiến hành xem xét và bình chọn các đơn vị được đề cử. Năm nay, Việt Nam đạt 9 giải thưởng về du lịch như nhà điều hành tour trong nước của năm Saigon Tourist, nhà điều hành tour nước ngoài của năm Viettravel, khách sạn kinh doanh của năm Khách sạn Caravelle, khách sạn sang trọng của năm Park Hyatt, resort của năm Sixth Highway Vịnh Ninh Tân, khách sạn kinh tế của năm Khách sạn Palace Sài Gòn, nhà hàng của năm Levi Sheraton Hotel, spa của năm Evasion Anna Mandara, hãng hàng không của năm Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Giải thưởng sẽ là động lực để các tổ chức có những đóng góp nhiều hơn cho việc phát triển ngành du lịch Việt Nam trong tương lai. Với nhiều lợi thế, thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một điểm đến quan trọng thu hút đông lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan. Lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 60% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ngoài những địa danh nổi tiếng như địa đạo Củ Chi, nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm thành phố, chợ Bến Thành, bảo tàng chứng tích chiến tranh, du lịch thành phố còn có gì thú vị hơn? Đây là câu hỏi đặt ra cho ngành du lịch thành phố cũng như du khách đến đây trong nhiều năm qua. Thực tế cho thấy sản phẩm du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ có những điểm đến nêu trên, chưa tạo được nhiều cái mới để thay đổi món ăn tinh thần cho du khách. Và đây cũng chính là lý do tại sao du lịch thành phố Hồ Chí Minh chỉ mạnh ở điểm trung chuyển chứ chưa giữ chân được du khách ở lại lâu hơn. Thì phải nói thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Thì đây cũng là một cái vùng trọng điểm, trong trọng điểm của vùng du lịch số 3. Thì thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đó là một ngoài ra nó còn là một cái trạm trung chuyển rất lớn. Thì du khách đến thành phố Hồ Chí Minh thì từ đây cũng sẽ tỏa ra đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như là ra phía miền Trung và phía Bắc. Thì phải nói là các cái sản phẩm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh đó, thì phải nói là nó tương đối còn đơn điệu. Thấy các cái chương trình city tour trong những thời gian qua thì nó cũng chưa có cái gì, những cái phong phú và đa dạng hóa hơn. Trước thực trạng đó, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch tạo ra các sản phẩm du lịch mới cho du khách. Với việc sở hữu sông Sài Gòn có giá trị cao về kinh tế, nên các doanh nghiệp lữ hành và những người có tâm huyết với du lịch thành phố đều cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn để phát triển các sản phẩm du lịch đường sông. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh còn đang sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới, rừng ngập mặn Cần Giờ. Sự kết hợp du lịch đường sông với du lịch sinh thái ngay ở thành phố hiện đại chính là một lợi thế lớn cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Nếu vậy, không cần phải xuống tận vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngay tại thành phố, du khách cũng có thể khám phá được du lịch sông nước. Chắc chắn đây sẽ là điểm nhấn khá riêng của vùng đất Sài Thành. Trên tinh thần đó, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào khai trương tuyến du lịch tầm ngắn từ bến Bạch Đằng đến làng nghệ nhân Hàm Long, hay còn gọi là làng họa sĩ quận 2. Song song với việc khảo sát tuyến Bạch Đằng Củ Chi Bình Dương và Bạch Đằng quận 9 nhằm tạo thêm những điểm đến mới lạ hấp dẫn cho du khách. Nhân cái dịp mà đi cái chuyến mà nghĩa là ven sông du lịch như thế này đó thì tôi là được biết nhiều hơn. Chứ từ hồi mà trở về đây tới bây giờ thì chỉ đi quanh thành phố hoặc đi thăm những cái thành phố khác. Thì ngày hôm nay một cái điều rất là hân hoan và vui vẻ là thấy có một cái làng nghệ nhân như thế này, có nhiều nhà họa sĩ, có thể nói là mình chưa bao giờ biết đến hết. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi vô cùng hào hứng vì tôi được chiêm ngưỡng rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng các bạn thật sự có rất nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch đường sông như thế này.
Tôi có đề nghị là các bạn cần quảng bá nhiều hơn nữa, như quảng cáo trên tạp chí du lịch quốc tế, để người ta có thể nhìn thấy những hình ảnh đẹp về du lịch của các bạn. Ngoài ra, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch xây dựng một số tuyến mới để đưa vào khai thác trong năm 2011, gồm tuyến cho khách du lịch đại chúng theo hai hướng, cùng xuất phát từ bến Bạch Đằng qua ba điểm mới đến thị trấn Cần Thạnh, Lâm Viên Cần Giờ, chiến khu Rừng Sát, cầu Dần Xây, bến Bạch Đằng Tam Thôn Hiệp, sông Long Tàu, khu du lịch Vàm Sát qua sông Xoài Rạp. Hiện nay thì những cái sản phẩm mà Thành phố Hồ Chí Minh chú ý để khai thác trong cái hoạt động du lịch mà nó mang cái tính kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, đó là chúng tôi đang tập trung khai thác du lịch là đường sông và khai thác du lịch sinh thái. Thì để mà đa dạng hóa phong phú thì cái việc mà khai thác đường sông và cái du lịch sinh thái đó là điều kiện để kết nối với thành phố và các tỉnh để giúp cho du khách nước ngoài có thể cảm nhận được những cái hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam của chúng ta. Có thể xem đây là những bước đầu nghiêm túc trong công tác quảng bá nhằm đẩy mạnh xây dựng và phát triển ngành du lịch đường sông của thành phố trong thời gian tới.